Hello, năm mới đã đến rồi và nhà Lan xin kính chúc các bạn một năm mới thật an khang thịnh vượng, tiền vào đầy túi và lộc vào đầy nhà nhé. Và hôm nay chúng mình sẽ đến với một chiếc kẹp thật xinh xắn nhân dịp đầu năm nha. Với mẫu kẹp này mình sẽ sử dụng len xù, len mill, hai cái trái bông bông nhỏ, cây kim móc với lại phôi kẹp. Đầu tiên các bạn sẽ móc cái phần thân dán lên cái phần phôi kẹp trước. Các bạn sẽ móc lên cho mình 16 mũi bính. Bây giờ mũi bính đầu tiên. Mũi bính thứ hai. Sau khi móc xong 16 mũi bính, các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chân bính thứ hai, móc cho mình mũi đơn đầu tiên nha. Rồi chân bính thứ hai nè, các bạn sẽ đếm tính bính để đếm cho mình nha. Đâm kim xuống, sau đó móc lên cho mình một mũi đơn. Tiếp đến là một mũi kép thấp, ký hiệu là chữ T. Tiếp nữa là 11 mũi kép ở 11 chân bính. 1. Rồi mũi kép thứ hai. Sau khi móc xong 11 mũi kép, các bạn sẽ móc tiếp cho mình là một mũi kép thấp. Sau khi móc xong 11 mũi kép thì đây là mũi kép thấp này các bạn. Các bạn sẽ kéo len qua luôn. Rồi tiếp đến là mũi W, tức là 3 mũi đơn chung chân. 1. Mũi đơn thứ hai. Tiếp đến mũi đơn thứ ba. Sau đó các bạn sẽ quay lại mặt kia. Quy trình thì cũng sẽ tương tự như là cái phần bữa nãy mình làm, các bạn sẽ làm đối xứng qua. Thì trước tiên là mũi T, xong đến 11 kép thấp, 11 mũi kép, sau đó một mũi kép thấp và cuối cùng là mũi chữ V. Mũi chữ V ở khúc cuối chúng ta sẽ cộng với một mũi đơn lúc đầu nữa là chúng ta sẽ có 3 mũi đơn chung chân đó. Thì nó sẽ cân đối xứng qua là bên cạnh kia chúng ta sẽ có là mũi W nha các bạn. Thông thường những mũi phôi, những cái kẹp như thế này thì chúng ta đều cần phải móc đối xứng qua một cái sợi bính. Sau khi hoàn thành xong mũi chữ V, các bạn thực hiện mũi kép và lên mình hàng thứ hai. Rồi đến hàng thứ hai các bạn sẽ tăng mũi lên. Thì ngay mũi W thì các bạn sẽ thực hiện cho mình là mũi chữ V. Vậy là tức lúc đầu các bạn sẽ móc cho mình là mũi V đầu tiên nè. Rồi tiếp đến ở giữa là 13 mũi đơn ở 13 chân bính. Phần này mình là sẽ làm nhanh nha. Các bạn có thể bấm tua ngược lại, tua chậm lại để có thể xem phần bính mũi đơn này. Sau khi đã móc xong 13 mũi đơn thì các bạn sẽ móc đầu móc cho mình là 3V. V thứ hai nè. Rồi tiếp đến V thứ ba. Sau đó ở giữa thì các bạn vẫn giữ nguyên cho mình là 13 mũi đơn ở 13 chân bính nha. Rồi ngay vị trí ô cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình là 2V. Và sau đó các bạn thực hiện mũi kép vào lên mình hàng thứ ba.
Hàng thứ ba này mình sẽ làm phần viền bên ngoài thôi nha. Cách móc cũng đơn giản, các bạn chỉ cần móc lên cho mình 3 mũi bính. Sau đó các bạn bỏ một ô, các bạn đâm kim qua chân ô tiếp theo. Thực hiện cho mình một mũi dời, ký hiệu là chữ SL nha. Rồi lên cho mình 3 bính. Sau đó đâm bỏ một ô. Rồi tiếp tục lên 3 bính. Rồi bỏ mình một ô qua chân tiếp theo. Thực hiện một mũi dời. Cứ tương tự như vậy các bạn lặp lại cho tới hết hàng. Sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ tiến hành luồn cái phần len dưa vào bên trong phần chúng ta đã làm. Để lát nữa chúng ta sẽ dán lên trên bề mặt phôi kẹp nha. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần làm phần trang trí. Các bạn sẽ sử dụng len xù nhuyễn này để các bạn móc cái đầu chú thỏ. Và hai cục bon bon các bạn sẽ gắn làm má hồng. Đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi bính. Tiếp đến các bạn sẽ đâm kim xuống chân bính thứ hai, móc cho mình 3 mũi đơn ở 3 chân tiếp theo. Một nè, hai, ba. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào chân bính cuối cùng, móc cho mình là mũi W, tức là 3 mũi đơn chung chân. Rồi ở mặt giữa này thì các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi đơn ở 3 chân tiếp theo. Một rồi đó, hai, và mũi đơn thứ ba ở đây. Sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống cùng chân đó luôn, móc cho mình thêm một mũi nữa, tức là chúng ta sẽ có mũi chữ V. Vậy là chúng ta sẽ có 2X và 1V nha. Mình sẽ tách ra như vậy để các bạn có thể dễ hình dung cái chân bính đâm ở đâu. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc cho mình là mũi đầu tiên là mũi chữ V. Tiếp đến ở giữa là 2X, 1X xong nè. 2X. Rồi đầu ở đây các bạn sẽ móc cho mình là 3 mũi chữ V. Chúng ta đang tăng dần lên nha các bạn. Ha, một rồi. Mũi chữ V thứ hai nè. Rồi đến mũi chữ V thứ ba. Ở giữa đây các bạn sẽ móc cho mình là 2X, 1X, 2X. Rồi và cuối cùng thì là mũi chữ V. 2V nha các bạn. 1V xong. Tiếp tục V thứ hai. Rồi sau đó các bạn thực hiện mũi kết và lên mình hàng thứ ba. Thì hàng thứ ba ngay mũi chữ V các bạn sẽ thay lên cho mình là XV. Điểm đầu tiên là điểm X nè. Tiếp đến là mũi chữ V. Rồi ở giữa thì các bạn vẫn giữ nguyên cho mình là 2X, 1X, 2X. Tiếp đến là XV, 1. Đây là mũi chữ V. Rồi, X. Tiếp đến là mũi chữ V. Tức là chúng ta sẽ có tổng là 3 lần XV nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn sẽ móc tiếp cho mình. Lên cho mình là 8 mũi bính. Rồi, tiếp đến các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chân bính thứ tư, móc cho mình mũi kép đầu tiên. Rồi chân bính thứ năm là một mũi kép nữa, tức là chúng ta sẽ có hai mũi kép, rồi hai mũi kép thấp. Chân bính thứ sáu là mũi kép thấp đầu tiên,
Chân bính thứ bảy là mũi kép thấp thứ hai. Và chân bính cuối cùng là một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí chân bính với nải móc cho mình là một mũi đơn. Tiếp tục, chân tiếp theo một mũi đơn nữa. Và chân tiếp theo nữa là một mũi đơn thứ ba. Sau đó lên cho mình 8 mũi bính. Và đâm kim xuống ngay vị trí chân bính thứ tư. Móc lần lượt cho mình là hai kép thấp và một đơn. Một kép thấp, một kép rồi nha. Mũi kép thứ hai. Tiếp đến mũi kép thấp đầu thứ nhất. Rồi mũi kép thấp thứ hai. Rồi, cuối cùng là một mũi đơn. Rồi tiếp đến các bạn sẽ thực hiện móc cho mình là một mũi chữ V ở ngay vị trí này. Rồi sau đó là một mũi đơn ở chân tiếp theo. Và tiếp nữa là một mũi chữ V ở chân còn lại. Sau đó các bạn sẽ thực hiện cho mình một mũi kết. Là chúng ta đã hoàn thành xong phần bé thỏ này rồi. Sau đó các bạn sẽ đến với phần trang trí nha. Tiếp đến mình sẽ sử dụng len để khâu làm cái phần mắt mũi cho bé. Thì trước mắt là các bạn sẽ làm phần miệng ở phía dưới nè. Sau đó các bạn sẽ dùng keo nến để dán mắt lên. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đánh mắt hồng. Khâu thì các bạn sẽ khâu một đường nhuyễn như thế này thôi. Rồi các bạn lưu ý là các bạn làm xong mất cái phần len dưa các bạn sẽ cột vào bên trong. Sau đó cắt ngắn lại để chúng ta giấu mối vào bên trong nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ làm phần nơ. Mình sẽ lấy các đoạn ren nhỏ như thế này để chúng ta buộc làm nơ nha. Sau khi đã đầy đủ mọi thứ thì các bạn sẽ tiến hành ra lấy keo nến để dán trực tiếp lên trên cái phần phôi kẹp của mình. Phần nào khâu được thì các bạn dùng kim các bạn khâu, còn không được thì các bạn dùng keo nến để dán như thế này. Cái nơ các bạn sẽ khâu vào cho mình nha. Hai cái bông bông các bạn sẽ đính má ở hai bên. Phần nào còn nên khâu thì các bạn khâu trước vào để lát nữa chúng ta dính keo nến thì nó sẽ không có bị bung ra và nó sẽ thuận tiện cho chúng ta hơn.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đính cái phần đầu thỏ vào bên trên cái phần kẹp của mình nha. Sau khi đã đầy đủ mọi thứ thì bây giờ chúng ta sẽ thiếu cái phần má hồng, mình sẽ đánh một xíu cho cái bé thỏ của mình được xinh xắn hơn. Và chiếc kẹp của mình hôm nay đã hoàn thành rồi nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh tụi mình nhé. Tết Nguyên Đán cũng sắp tới rồi thì các bạn nào muốn làm những cái sản phẩm để trang trí Tết thì để lại bình luận bên phía dưới để chúng mình sẽ cùng nhau làm và cùng nhau đón Tết nè.